Hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2023, Chủ nhật thứ 30 mùa thường niên năm A. Trích sách xuất hành. Đây Chúa phán, người chế làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều, vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai Cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy họ sẽ kêu thấu đến ta và chính ta đã nghe tiếng họ kêu vang ta sẽ nổi cơn thịnh nộ sẽ dùng gươm giết các ngươi và các ngươi sẽ phải quá bùa và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi nếu ngươi cho người nghèo khó nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm và chớ bắt nó chịu lãi nặng nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn vì nó chỉ có một áo ấy che thân và không còn chiếc nào khác mặc để ngủ nếu kẻ ấy kêu vang đến ta ta sẽ nhậm lời nó vì ta là đấng thương xót đô là lời chua là ơn Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là đa tàng, chiến lụy cứu tinh. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn Đông cho con nương mình là khiên thuần là uy quyền cứu đô là sư khô phụ con con xin ca người khen cầu cứu chúa và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù lạy chúa là dũng lực con con yêu mến chúa chúa hằng sông chúc tùng đa tạng của con tang tùng thiên chúa là đấng cứu đồ con ngài đã ban cho vương nhi ngài đại thân đã to lòng từ bi với đấng được sức giàu của ngài lạy chúa là dũng lực con con yêu mến chúa Tết thư thứ nhất của Thánh Phao Lô Tông Đồ gửi tín hữu Tết Sa Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em. Anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em. Và anh em đã noi gương chúng tôi và nơi gương Chúa đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân với lòng hân hoan trong thánh thần. Đến nỗi anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macedonia và Achaia. Vì từ nơi anh em Lời chúa vang dội không những trong xứ Macedonia và Achaia mà còn trong mọi nơi lòng tin của anh em vào thiên chúa đã quá rõ rồi đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trong đợi con của người từ trời mà đến, đấng mà người đã làm cho từ cõi chết sống lại, là Đức Giêsu đấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Đó là lời chúa, ta ơn chúa. Alleluia, Alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy và cha Thầy sẽ yêu thương người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người sa đốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng, Thưa Thầy, trong lề luật dưới răng nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng, Người hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa Người hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn Người. Đó là dưới răng thứ nhất và trọng nhất nhưng dưới răng thứ hai cũng giống dưới răng ấy là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi toàn thể lệ luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai dưới răng đó đó là lời, chua, lời chúa lây chúa Kitô ngợi khen chúa dưới răng trọng nhất Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người. Mắt theo chương 2 câu 36 Suy niệm Yêu mến một Thiên Chúa duy nhất, hết lòng, hết dạ, hết sức lực là lời kinh rất quen thuộc người Do Thái vẫn đọc sáng tối hàng ngày. Lời kinh này được dân Chúa lặp lại mỗi ngày, không chỉ để cầu nguyện hay chỉ để nhắc nhở nhau phải ghi tạc vào lòng. Thật thì nhớ rằng Thiên Chúa nhưng còn giúp định hướng ngày sống toàn bộ đời mình vào Thiên Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất là đấng con người phải đặt để trên tất cả mọi sự. Và lòng yêu mến Thiên Chúa ấy sẽ giúp người ta nhận ra việc phải làm để sống đẹp lòng Ngài. Nói khác đi, khi yêu mến Thiên Chúa trên tất cả mọi sự thì con người sẽ lắng nghe, thi hành mọi điều Thiên Chúa truyền dạy để tôn vinh Ngài. Mời bạn, Thánh Doan đã xác quyết rằng Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy Thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy Dô An chương 4, câu 20b, 21 Bạn xét xem bạn đã yêu mến Thiên Chúa đủ Để giúp bạn yêu thương người thân cận như Chúa muốn không Nếu chưa, bạn làm gì để thêm lòng yêu mến Chúa hơn trong đời mình Sống lời Chúa, mỗi ngày bạn làm ít nhất một việc bác ái cho người thân cận để tỏ lòng yêu mến Chúa chứ không vì một động lực nào khác cầu nguyện lại Chúa cám tạ Chúa để yêu thương chúng con đến cùng xin giúp chúng con ngày càng cảm nghiệm sâu hơn về tình yêu ấy nhờ đó chúng con nỗ lực gắn kết với Chúa mỗi ngày biết sống yêu thương quảng đại với mọi người để làm vinh danh Chúa Amen Trích suy niệm lời Chúa hàng ngày các ông là quái vật. Cuốn phim ET nghĩa là người đến từ bên ngoài trái đất đã là khởi đầu cho những giả thuyết về sự hiện hữu của nhiều giống người khác trên hành tinh. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó những người này đến thăm trái đất của chúng ta. Có lẽ họ sẽ phải học hỏi họ rất nhiều nơi chúng ta sẽ nghiên cứu về các tôn giáo hiện hữu trên mặt đất họ sẽ tra cứu mọi thứ triết thuyết và mọi lẽ khôn ngoan cũng như bao cái điên rồ của con người sau cùng họ sẽ điều tra về những người kitô và khám phá ra rằng thủ lãnh của họ là giêsu kitô chúng ta hãy thử tưởng tượng cuộc đối thoại giữa họ và những người kitô ông giêsu kitô là ai một người kitô sẽ trả lời Ông là một người Do Thái, ông đã được muôn dân trong đời từ ngàn xưa. Ông đến như một vị tiên tri để cứu thoát trần thế. Thế nhưng họ đã làm gì với ông ta? Thưa, họ đã đóng đinh ông và thập tự. Và một người trong cuộc đối thoại sẽ thêm. Phải, có lẽ ông ta đã không đến đúng lúc. Giả như ông đến bây giờ đây thì mọi sự có lẽ khác người ta sẽ thông cảm với ông, sẽ yêu mến ông, và như vậy. Tình huynh đệ đại đồng như chúng ta hằng mong ước sẽ được thực hiện. Thật là đáng tiếc, ông giê -xu đã đến không đúng lúc. Thật là một tai nạn đáng tiếc. Một người Kitô khác có lẽ sẽ phản đối. Tôi không đồng ý. Chúa giê -xu có đến lúc nào và ở đâu thì mọi sự cũng sẽ diễn ra như thế thôi. Theo dõi cuộc đối thoại, không chừng người đến từ hành tinh khác sẽ phát biểu. Vậy thì các ông là những quái vật, có lẽ giống người của chúng ta trên mặt đất này là những quái vật. Và chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đến để cứu độ chúng ta. Ngài đã yêu thương chúng ta, ngài đã thể hiện lòng nhân từ đối với chúng ta, bởi vì chúng ta là những quái vật. Chúng ta hãy thử nhìn vào các giống vật đang chia sẻ sự sống với chúng ta trên mặt đất này. Chúng nó có thể cắn xé những con thú khác không thuộc dòng giống của nó, nhưng chúng không bao giờ giết hại, cắn xé lẫn nhau. Còn giống người của chúng ta thì sao? Nhưng thập giá của Đức Kitô không chỉ là một mặt khải về tính cách quái vật của con người, nó còn là một thể hiện của tình yêu thiên chúa dành cho con người đó là dấu chỉ của tình yêu của hòa bình người Kitô mang trên người vẽ trên người dấu thập giá để ca tụng tình yêu của Thiên Chúa cũng như để nói lên thiện chí xây dựng hòa bình của họ ước gì dấu thánh giá chúng ta làm mỗi ngày sẽ luôn nhắc nhở cho chúng ta về tình yêu kỳ diệu của Thiên Chúa cũng như mời chúng ta không ngừng xây dựng hòa bình với tất cả những người xung quanh bài trích sách lẽ sống.